Lộc ơi, đau á, cái giỏ anh đau. Dòng thứ có màu mã mày. Có gì rồi? Ý nhiên thấy tiếng con gì nó chung á. Hai, xin chào tất cả cô chú anh chị và bạn trở lại kênh Nguyễn Phúc mình nha cả nhà. Xin chào cả nhà. Chào nhau quay lại kênh Chó Đồng cả nhà ơi. Cả nhà ơi, thì hiện giờ Lộc với Phúc đang đến cái ngôi nhà của... Thật sự mà nói á, thì cái câu chuyện bắt nguồn từ hai vợ chồng. Hai vợ chồng chết và người ta thấy người đàn ông, nhưng mà ở đây á, theo Lộc và Phúc thấy á, thì cái người đàn ông này là một lão, không phải là hai vợ chồng đó. Không biết như thế nào, có nghĩa là cái người này có liên quan đến hai vợ chồng nó hay không hay sao đó, mình cũng không hiểu. Tại vì mình thấy một cái ông lão này có bộ cũng lớn tuổi, cũng già lắm không? Đúng rồi, già lắm không? Nhưng mà tại sao mà anh em mình, đúng đầu anh em mình đi đinh ninh á, là cái người đàn ông này á là cái người chủ ngôi nhà là hai vợ chồng? Đúng. Nhưng không phải, không thấy thì không phải đó. Tại vì hình như là ông này lớn tuổi rồi, không phải như mình nói lúc trước là cái người phụ nữ là khoảng chừng hai chồng khoảng năm mấy à? Ừ, 50 năm ngoài. Theo hai anh em mình khi mà hỏm á, anh em mình quay á, khi mà thấy trong camera là người đàn ông mà sáu sáu nói chung cứng tuổi vậy đó, lớn tuổi anh, 60-70 rồi. Tại vì thấy là cái sao ta khom khom đi ấy lắm, mà chứ không phải là như hai chồng mà năm mấy tuổi như mà hai chồng treo cổ trên đây á. Đúng rồi. Cái nào mà có ông khác không ta? Mình không biết, không biết trước đây cái ngôi nhà này á là có nghĩa là cái người đàn ông có nghĩa có người nào ở nữa hay không, hoặc chết ở đây hay không? Trước đó. Trước đó ý là nghĩa là trước khi mà hai cái người này mất á, có ở chung với hoặc cha hoặc mẹ của họ không á, ý là vậy á. Và anh nghĩ là cái người cái vong lớn tuổi này có thể là cha mẹ của hai cái người trong nhà này không chừng. Thế em nghĩ sao? Nhưng mà em nghĩ là tại vì cái nhà là không biết phải là ở đó giờ không, hay là mới dựng lên ở thôi. Lâu rồi, anh thấy thì cái nhà lâu rồi. Theo Lộc thấy thì cái nhà chắc có thể dựng cũng 5-7 năm mà không ít. Nhưng mà bộ khi mà hai ông bà này chết đi thì... Cái nào mà giờ nhà anh ấy ở lúc đó còn sống là ba của hai chồng họ. Sau đó cái ông lão chết thì rồi sau thời gian nữa là hai chồng này về treo cổ tự tử luôn. Cũng có thể vậy. Có thể là cái người đàn ông này là cha hoặc là cái gì đó liên quan tới chủ nhà. Nhưng mà mình không có xác định được. Cho nên thì bây giờ... Nói chung bây giờ cả nhà cùng anh em mình đi vào trong. Okay, để Phúc về quay luôn đi. Ok, quay nhà để Phúc quay camera lại trên này xem. Này cả nhà. Thì cũng mới có mấy bữa hôm nay thôi là anh em mình có đăng cái clip trước đó đó. Đúng rồi. Rồi sau đó thì anh em mình quyết định trở lại đây nữa. Anh em mình sẽ đi vào trong. Giờ này thì trời cũng chuẩn bị sập tối rồi. Anh em mình cứ đem hai cái bánh bao với ít đồ theo mình cúng, nhưng mà để vô đây cái đi rồi anh em mình tính nữa cả nhà. Hôm trước đó cả nhà, lúc mới vào em để ý phía trên của cái ngôi nhà nè, trên cái gác có dáng người đàn ông ngồi, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà vô trong á thì anh em mình lòn lên thì không thấy. Cái đợt họp á, cái nhà thì anh em mình vừa vô là thấy rồi. Ừ. Đây nha. Sao mà máy Lộc không có bắt nét được. Để Lộc mở cái lên. Đây cả nhà. Và khi anh em mình bước phía lên trên thì thấy rõ ràng người đàn ông phía trên.
Người đó thật sự mà nói thì theo là thấy thì cứng tuổi. Ủa, có luồng gió mơ. Mà cái cửa sau hình như bữa nay thấy nó khép lại rồi, đúng không em? Nhà cả nhà đi nè. Cái cửa hôm trước nó hình như mở, đúng không? Đúng rồi. Hôm nay thì nó tự khép lại hay sao? Trước thì anh em mình lúc mà lọc leo lên đây nè, vừa lên nó vừa thấy một cái dáng người đàn ông ngồi cả nhà. Cái nãy chuối đó mình cũng không biết. Ủa, cuốn sách này em đem để đây hay gì vậy? Đúng rồi, bữa đó anh để đó. Cuốn cái nãy chuối này là cả nhà không biết ai đem đến đây, để đến thúi luôn, không biết là họ đến đeo cúng như nào không biết nữa. Xem nghĩ đây là cúng hay sao? Sao anh? Nó chuối không biết nữa. Nhưng mà ủa, nhưng mà bữa cái bữa đó cả nhà, cái điểm trên này anh nhớ bữa đó nó nằm ở đây hay ở đâu ta? Ở đâu anh? Điểm phía trên nè. Anh lên chở nè. Ấy đi ra ngoài đấy. Dạ nha. Hôm trước cái điểm ở đây á, mình thấy nó hơi lạ lạ xíu. Mình thấy cái dáng người đàn ông ngồi góc bên đây nè, ngay ngón tay lập chị. Vừa vô đó thấy, vô đây nữa, thấy họ xách, người đàn ông nó xách cái lồng chim này là từ dưới đi lên. Nhưng mà lên đây thì không thấy gì. Ở đây có bình nước trà, rồi bộ đồ phụ nữ. Tụi anh em mình không có di dời đi ở đâu để ý đó. Ngoài á, khi mà Phúc mà bước ra tới đây nè cả nhà, để em đi ra phía sau cái chăn chỗ đó đó, nó Phúc giật mình luôn. Tại vì Phúc không có để ý tới, nhưng mà khi mà nhìn lại thấy Phúc giật mình. Cái mây có thêm một phần nữa. Ủa anh, khi sao? Mà anh về anh xem camera mới thấy không? Thấy. Khi mà camera thấy này nè, là thấy ổng ngồi ở đây nè, nhưng mà cái này nó đung đưa không biết là. Ừ, đung đưa. Khi mà ổng còn sống á, ổng có thường ngồi ở đây không, đúng không? Thường ngồi đưa cháu không? Cháu hay con vậy không? Cái đó mình cũng không biết. Ủa mà hôm đó đung đưa như thế nào mà anh thấy nó đung đưa gì nè. Khi mà về xem camera cái nhà thêm gõ mới thấy là đung. Ủa sao đung đưa được ta? Ừ, em thấy đung đưa luôn. Thì đó, thấy cái này đung đưa này vậy nè. Đúng rồi, mà sao mà anh nghĩ sao đưa được? Ừ, em thấy đung đưa luôn á. Còn cái này nó sát rồi nha. Và khi anh em mình tiến ra ngoài này thì nghe những cái âm thanh như những lần trước. Em nhớ không, những cái âm thanh nghe giống như em rầm mên đó là hồi nào ta? Với giờ em á, hôm đó có thấy không? Em biết nữa. Hình như không có. Bên kia còn cái chỗ mà anh em mình thấy ổng thì bên đây nè cả nhà, đứng đâu ở khoảng này nè. Xin đoán chút. Ừ, cái hôm bữa anh nói là anh thấy cái gì, cái người phụ nữ đứng ngoắt anh nè. Đúng rồi, ở phía bên cái vách này nè. Em nghe cái tiếng cắt kè kêu, nó có cái tiếng gì giống nữa. Còn người đàn ông nó xuất hiện cả nhà, thì ngay chỗ này nè, ngay chỗ cái tay đọc chỉ nè. Đây là chỗ này nè cả nhà. Đúng rồi, ngay chỗ Phúc đứng cả nhà. Thì khi lọc lại á, cái gì em? Không gì. Cục đó cục gì vậy? Tưởng là cục xương, nhưng không phải, cục cây. Nó cục xương luôn. Xong cục cây này. Nãy giật mình nó tính đâu cục xương đây không á. Có khi mà anh em mình nhìn từ ngoài này vô á, thì thấy người đàn ông nó ngồi phía trong. Bây giờ là nói chung anh em mình đi ra ngoài, chụp tối chút xíu nên anh em mình trở lại nghe cả nhà. Giờ cái nhà thì bây giờ cả nhà đợi anh em mình đi tối nữa rồi. Cả nhà. Giờ anh em đi vô trong cái nhà. Anh bắt hết rồi. Biết cái anh em bắt từng giờ anh luôn ha. Cả nhà anh em mình đi vô trong nha. Giờ cũng sập tối rồi.
Rồi kia. Anh em mình hôm nay đi vô sớm hơn thường bữa. Mấy bữa trước anh em mình vô chị... tối hơn đúng không ta? Đúng rồi. Nay giờ này gió lạnh cả nha. Lộc có mua hai cánh bao cúng thì mình cúng vậy thôi chứ mình không biết sao. Coi gì nè, đang coi. Đây em, khoan hãy vô, khoan hãy vô. Em nhìn ở trên cái nhà ấy. Này sao nhà? Đang đến giờ này. Tối em ơi, không thấy rõ em ơi. Anh bật đèn ở dưới luôn nha. À, thấy rồi. Thấy không? Thấy. Anh không thấy. Cái nhà thấy không? Có một cái bóng gì ngồi với dáng ngồi á. Rồi đó. Đây nè, à, sao nhà? Đây nè nha. Ngay cái chỗ cũ luôn em. Đúng rồi kìa. Đi vô đi. Lên nè. Có thấy gì không? Ôi. Cái gì sập nha em. Ngay chỗ này luôn rồi cả nhà. Ơi sập á. Để tôi qua đây một cái. Nặng nặng. Mình thấy là ngay chỗ này, nhưng mà dường như đó nó có cái quẹt nữa kìa. Tiếng gì trời? Em im lặng nè. Em cầm anh cái này kìa. Cái đó nha. Ok. Quẹt anh. Hôm trước á thấy dường như cái ông lão đó cầm cái này nè cả nhà. Cái lồng chim á. Cái lồng chim á. Đúng rồi. Đi từ dưới đi lên. Nghe gì không? Nghe. Trời sập. Cái nặng. Hiểm quá, nó thấy nó yếu cả nhà. Cái bánh bao rồi anh để dưới hả? Bánh bao để dưới. Chút mình cúng ở dưới hay trên ta? Dưới này hồi nó cúng ngoài á. Ngoài kia nghe me. Cái me ha. Đúng rồi. Kéo anh coi, kéo đi. Cái gì? Điện thoại anh. Trên nhà. Cái gì chưa? Đi ở chỗ này cái này. Mình nghe được tiếng gì đó. Hai cái bao. Lục để hai cái bao đây coi nha. Nè. Cái tại vì ở đây một có là sao xuống quá. Chỉ chứ. Nó gãy. Im lặng em nghe thử nè. Ngoài này nữa cả nhà. Tí nó phát ra. Chút đợi chứ nha. Ông Thanh phát ra đâu đây nè.
Nên mình đang đi theo tiếng cái âm thanh nó phát ra nè cả nhà. Thường á, anh em mình thấy cái người đàn ông hôm trước ấy, ở đây hai lần luôn, thấy nè, ở đây hai lần có gì không em? Cái âm thanh nó giống như tiếng khóc của người nữ vậy phải không? Không biết em gọi nhưng mà em có nghe được cái tiếng khóc đó, mà giống như cái tiếng người nữ á. Nó Lập ơi hả, nó phát ra từ cái cây bự đó đó anh. Cây bự à? Gần cái cây bự đó đó, em thét anh nghe, em nghe tiếng nó dội ra từ cái cây bự đó, bên cục đá đó phải không? Bên cục đá đó, đi bển cây, đi 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 cả nhà. Anh em mình nghe cái tiếng khóc nó phát ra từ hướng bên đây nè. Cái cây đó cái gì mà bự lắm, cây mình không biết nhà. Cái gì nữa, tại vì chưa lại gần, chưa biết được cả nhà. Cái nhà thấy cái cây không? Đó là cái cây đó, Phúc nghe được cái tiếng nó phát ra từ đó đó. Nhưng mà để qua bển cái đây nè cả nhà, bên cái cây nè, cái đó cái gì không biết nữa, cái gì bự lắm phải không? Im nghe anh nghe nè, phải không? Không biết nữa. Đây cả nhà, anh em mình nghe một cái tiếng không biết đó. Bên góc nè em. Đúng rồi, em thấy bên ở đây có góc bự lắm nè em ơi. Bự lắm anh. Bự lắm. Còn cái góc bự dưới vậy ta. Góc cả bự. Nhà để Phúc quay cho cả nhà xem nè. Đây cả nhà nè. Không phải mà, không phải tiếng bên đây. Cái tiếng ở đâu á? Không có bên đây. Nè góc nè. Nó cặp vô cục đá bự, bự lắm. Chiếu á, cái miếng chiếu mà mục hết rồi. Không chiếu mục. Ngồi bạn thử coi phải. Có gì bên đây không? Cẩn thận nghe những tiếng nghe. Phát đâu ta? Nó. Ôi, rút cây bự quá. Em im lặng nè. Trong nhà em ơi. Trong nhà giống cả nhà. Anh em từ từ vô trong thử ra phía trong có gì không. Em có nghe trong nhà không? Ngưng rồi, tiếng động nó ngưng rồi. Bây giờ vô trong cũng cúng chơi. Cái tiếng của đó đó. Hoài vậy mà không có. Cái tiếng rên khóc. Nghe ghê quá à. Nghe gì? Giống như chó chu vậy đó. Cái tiếng đi giống chơi chơi chù quá. Em để ý đó. Ê ơi, cà cà bàn. Hồi đó giờ anh không để ý luôn. Cà bàn anh rồi bây. Một cái đinh. Một. Hai. Hai. Ba. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Cây bên, me. Bên kia. Rất là nhiều đinh đóng vô. Chỉ có một cây me thôi nhưng mà 5-6 cái đinh đóng vô. Và cái đinh có tắt không đó. Đinh tắt á. Đinh quán đinh tắt á. Tới nhà nè. Sao kỳ vậy ta? Thường thường là đóng đinh là... Đóng đinh là yếm. Có khi nào liên quan tới những vong hồn ở đây? Cái người đàn ông với người phụ nữ ở đây có khi nào bị người nào đó yếm ở đây không? Quậy quá người ta phá yếm, không cho phá nữa. Ê, nhưng mà đóng không sát anh, đóng con chút xíu mà cái này lung lơ được nè cả nhà. Nhưng mà rất là nhiều. Nhiều lắm nè, cái nữa nè. 6-7 cây lắm. Thấy nè. Ôi. Cái gì vậy? Cái gì? Đi xích qua đây cái nữa em. Cái âm thanh gương ra tưởng này.
chu nữa, giống như con sói vậy đó, hay là con chó vậy đó, đúng không? Đúng rồi. Cái nhà đó góc bên đây. Đâu, đâu đây nè. Em nghe được không? Lộc nghe là cái tiếng nó không rằn ở đây nè cả nhà. Tiếng gơ la rất là dữ. Nó ở đâu á? Em có đem bọc nha, nhang với đồ theo. Ba lô mày. Đi chậm cái lấy đi đồ cả nhà. Bây giờ đây mình thử mình đốt. Ở ngoài này có thấy cái gì không? Xong rồi Lộc nghe mà Lộc gợn cái ra gà gà luôn á. Cái tiếng giống như tiếng. Ủa? Sao nằm đó? Có gì trong đó không em? Sao nằm đó vậy? Cái lồng chim ở trên gác mà tại sao giờ nó nằm ở đây trời? Cái tiếng nó nghe sao sao đâu á. Ở đây mà kéo đâu không, anh nhóc hết trơn anh Lộc. Ừ. Trong vách cây nữa nè. À, em cầm máy mà anh lấy mới ngang coi. Đi ra, đi. Đi ra sàn này, em cầm giùm anh được không? Được, được, đi, đi. Nhìn vòng vòng thấy có màu mã không em? Y như cái con gì nó chu á. Gì chó chu vậy? Ờ nghe nổi vậy gà. Nổi. Cho nhà để phút quá. Mà phía bên cây của anh em ơi. Ok. Là qua bên cây đốt. Cây đốt khó đốt đúng không? Không đốt rồi không có cầm máy được. Chết rồi quẹt đâu ta. Nghe gõ gàng biết bên cây đó.
Nên em vô nó trồng thử thấy gì nữa không? Gì trồng anh? Đây đồ cúng anh em mình. Rất là rõ luôn. Qua đó thì không thấy gì sao nhỉ? Nó bù gầy nhóc cái chân. Bù gầy. Trắng con anh em này. Ôi trời ơi. Sao nó bu lại chỗ khu này dữ ta? Dường như nó mấy con này nó bu lại khu này á, mình thấy mấy khu khác không có. Cái gì? Vàng. Thầy. Chết cái máy anh nó không có lấy nét được. Dơm bờ lên cho cả nhà xem. Lục, dơm cho cả nhà xem cả nhà. Đèn chứ. Đó, này cả nhà. Đây là cái nhà. Không thấy được, máy anh không thấy được rồi. Kìa. Cả nhà. Máy em thấy không? Tối quá, tối. Đây nè. Cái gì? Không thấy được, máy anh không thấy được rồi. Kìa. Cả nhà. Máy em thấy không? Tối quá, tối. Đây nè. Cái gì? Đó, này cả nhà. Đây là cái nhà. Không thấy được, máy anh không thấy được rồi. Kìa. Cả nhà. Máy em thấy không? Tối quá, tối. Đây nè. Cái gì? Máy em tối quá, tối. Không thấy được. Máy em thấy không? Thấy rõ luôn á. Sao kỳ ta, máy em tối gì? Sao kỳ vậy? Nghe tiếng giống như con chó, con thú gì cả nhà. Anh em mình vừa thấy cái người đàn ông nó từ ngoài vô mà máy lọc không có quay, nó không có focus, nó không có lấy được cái nét, không thấy rõ cả nhà. Ngay đây nè, hướng này đi vô. Đấy, không, ngay cửa luôn, cái đường mà đi vô luôn cả nhà. Sao mấy con bù gầy con này kia nó nhìn. Này kia nó bay với vòng vòng anh em quá trời luôn. Cái bánh mình đây vẫn còn nè. Vô. Tôi rút cái đèn cày bỏ nó, cái đèn cày hòm này mới cầm cho anh đây. Cầm ha. Ok. Đâu đó không có gì trời. Đi ra đây luôn đi anh đây. Đèn cày, đèn cày để hòm đó cả nha. Anh cầm cái gì? Hả? Em cầm cái gì? Thì cả nhà, cái đèn cày này thường thường á là đèn cày người ta. Cái gì vậy? Không phải cục lắc. Thường thường ta để trên cái hòm lúc mà đi chôn á. Ở đây có khả năng là đèn cày đâu có mình đâu. Mình ở ngày đâu đó cày có đốt cặp rồi đèn cày đi ra ngoài á, giống như là họ lấy một cái đèn cày hòm về để cho con họ đừng có quậy á. Thường thường ta xin cái đèn cày ở đầu á, đầu của cái hàng á. Thường thường đèn cày hàng là đèn cày thứ này không nè, mình
không biết phải không, cả nhà mình không dám chắc chắn, nhưng mình nghĩ chắc có thể là vậy. Trên này có thấy gì không? Ủa cái đồng chim nữa đâu? Ừ. Ủa? Cái đồng chim người ta không thấy luôn. À, nãy cái lúc anh thấy trong cái bông đó, anh thấy cầm lồng chim. Cái máy anh không có cho được, không thấy được, tối lắm. Cái lồng chim đi. Đi ra ngoài thử coi. Một hồi anh em mình sẽ cúng trong nhà và ở chỗ gốc cây. Ê. Thấy gì mà? Nó đây nè. Ủa? Lồng chim đây nè cả nhà. Em nghe tiếng gên không? Nghe. Anh em mình thì không dám chắc chắn được vấn đề gì hết. Tại vì mình không dám chắc chắn, mình không có, mình không biết tại sao người đàn ông này là có liên quan đến gì với hai chồng ở ngôi nhà này. Không kia phía trên mà giờ xuống dưới này. Đi ra chỗ mình đốt mấy cái nhang thử. Cái gì ta? Bịch gì chứa cái nước màu đỏ giống như anh Lộc. Cả nhà đi ra chỗ nãy là cả nhà, anh em mình sẽ đi ra ngoài cái chỗ anh em mình mới cúng đồ. Nó nghe tiếng gơn, cả nhà thấy không? Ê, em thấy không? Giống tới nữa, đi tới nữa. Nghe chỗ cái hương cả nhà, qua chỗ mình đốt đồ á. Đầu tiên nghe gần cái gì? Chỉ giống hít hít nhang thôi là. Ừ, nha. Cái tiếng kia từ đâu vậy ta? Hoài luôn á là coi. Ừ, đúng rồi. Đi lặng luôn. Đi lặng cái. Hay là ở đây, hay là mà đặt máy xuống quay để cố định cho cả nhà xem. Cả nhà thấy không, mình không biết là đây có phải là ông lão không hay như nào nữa, nhưng mà thấy có vẻ là vậy. Cái nhà em nè, đi xuống dưới luôn cả nhà, đi xuống mẹ yêu đi. Có đi đâu ta? Hoài. Khác này. Đi xuống. Xuống cái chỗ của tiếng nó phát ra tiếng kêu. Đúng rồi, phát ra cái chỗ cái âm thanh đó. Cả nhà,
hướng về dưới. Có thấy không? Hướng xuống như này nè cả nhà. Có thấy gì không? Xuống cái hướng cái chỗ mà chỗ tiếng kêu phát ra đúng không? Đúng rồi. Có đó. Thấy gì không? Cái đàm này chảy mũ giống như chảy máu ghê quá. Đâu? Dạ. Cái đào á bị cắt nhánh ra mà anh thấy nó đổ lét. Đâu bây giờ đi xuống luôn cái chỗ đó rồi. Xuống luôn anh. Ok. Cả nhà. Anh em mình nghe cái tiếng hú gì. Nó không có đi qua cái nhà. Nó mèo quá. Rồi điên chảnh đi nè. Này đây nó cắm xuống cả nhà. Cái này mình không biết tại sao mà người ta hạ hết cây. Cái gì? Đi đi đi. Nãy thấy cái dáng người đàn ông đó ngồi ở ngay chỗ ba cây nhang nè. Phan. Đâu? Thôi giờ tới. Anh bắt cái đèn sáng sáng chứ không rồi. Lần. Em thấy không mấy em thấy không? Hả tối không? Để anh bắt cái đèn lên. Từ từ. Nè, cả nhà. Phút cái lá cây vậy. Vô trong nhà nó y gan nãy nữa. Y gan luôn đúng không? Đúng rồi. Em thấy không mấy em thấy không? Hà tối không? Để em bắt cái đèn lên. Từ từ. Nè, cả nhà. Phút cái lá cây vậy. Vô trong nhà nó y gan nãy nữa. Y gan luôn đúng không? Đúng rồi. Hỏi vòng 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 nữa giống như là cái nãy giờ là anh dạy anh em mình gặp cái ông lão đó. Ông vô đây là hai lần rồi đó. Từ ngoài đi vô thì giống như cái xác cái lồng chim giống như họ ổng như thường ngày vậy cả nha. Giống như thường ngày mà công việc người ta làm đó, người ta làm vậy. Nhưng mà ông này dường như không lúc nào ông cầm cái lồng chim nó đi. Anh này ổng cái nào lúc mà ổng sống là bẫy chim không? Bẫy chim bẫy gì không? Không biết ổng có bẫy chim gì không? Mình không biết. Bây giờ vô trong lấy bánh cúng đi. Đi, đi. Đi. Trong coi coi. Lấy bánh mình đem mình cúng cả nhà. Đi đi. Ê, 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 ê. Giữ hết. Trời trời. Ấy. Sao quá kỳ vậy? Dí tao mà đập đi. Kì trời. Dạ đau quá. Khoan 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 đừng nhích đừng nhích. Dạ. Sao kỳ trời? Dạ. Kỳ trời. Kỳ dòi quá lòng ơi. Anh đợi em lên nè. Chính vụ. Kỳ trời. Sao gỡ?
kỳ vậy? Không gỡ được em ơi. Chứ mà chào. Đi ra cái máy anh bị gì trời? Ê, ê, ê. Quậy. Trời trời. Trời. Sao quá kỳ vậy? Dí tao mà đập đi. Kỳ trời. Dạ đau quá. Khoan. Sao không? Ủa? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Không quá. Đâu? Ông Lập ơi, thấy em ngồi chảnh á. Ông hình như góc này phải không? Ừ. Anh cũng thấy nữa. Thấy không? Thấy không? Góc này nè. Nó kỳ vậy. Ai da Không, xích lại anh. Đau. Được không? Ây da. Xích cứng nhắc luôn anh ơi. Xích. Ây da. Từ gắn gắn lại. Ây đau. Đau anh. Gắn đi. Anh thấy không kịp. Anh. Chết rồi. Ây da, đau. Từ từ em. Đau quá đau rồi. Gắn đi anh ơi. Ây da. Không. Ây da. Ây da. Đau quá vậy. Trông vô quá vậy. Ây da. Ây da. Được không em? Đau dữ trời. Má dữ cái ngắt luôn rồi anh Lập ơi. Rồi cái gì? Ê, không có đường mở luôn. Anh quay qua vậy đỡ được không? Được không em? Cái tích trời. Cái gì? Dạ. Ê da gãy đầu anh ơi nha. Ê da. Dạ. Sao mà kỳ vậy? Đi em lên trên được không? Lên trên vậy. Không được, cái nói đi không được khác rồi. Cái gì? Ê da. Món đi xin khác cái giỏ này. Ê đau. Ê cái gì? Đau trời ơi. Trời. Con sợ chết. Chúng già luôn. Chiếc cái giò anh vừa trái. Em vừa phải. Ây da. Đau quá. Nhà. Cái nụt này làm sao mà nó xiết lại được trời. Nó xiết cái lọc cứ ngắt luôn á. Cái giò lọc quá đau rồi. Cả nhà.
xích cũng thật sự luôn vậy. Nó xích đau lắm, cả nhà biết công việc này. Sao mà anh rời rời máy không cho mà nó anh đau dữ trời, miễn không đó nguy hiểm lắm. Anh nghe cái sột, anh có sột cái sao dính vô cái đó không hay luôn. Nè cả nhà, khuyết các cái sột luôn. Chưa kịp cúng nữa. Nè anh thấy ngồi trên đúng không? À, để anh em mình nấy cái, anh em mình nấy cúng cái, đợi cái nhà nhỏ dạ, xíu dạ. Quá đau rồi. Thôi vậy thôi em mua máy nha. Ừ. Em tắt máy luôn nha anh. Ok. Cả nhà giờ đợi anh em mình lọc ăn chạy đi. Ơi, quay, quay. Em, qua đây, ôi trời. Quay.